Đấu La Đại Lục phần 2 tập 962, Hoắc Vũ Hạo băng bạo thần kỹ, tuyệt thế đường môn. Vì dân chúng phục vụ khẩu hiệu, ai nói cũng không được gì cả. Mãi cho đến sắp trời đã khuya, trên đường phố các loại ngọn đèn ám đạm, về sau Vũ Hạo mới mang theo băng hùng vương quay trở về chỗ nghỉ. Gần hai canh giờ tìm kiếm, hắn muốn biết tin tức đã có một ít phát hiện. Ông ngoại, ta đói. Băng hùng vương lúc này nhất mặt ủy khuất hướng phía Vũ Hạo nói ra. Vũ Hạo cười khổ rồi nói, không chỉ là người đói, còn có hai cái tiểu gia hỏa kia cũng đói bụng nữa. Cái hai cái tiểu gia hỏa kia dĩ nhiên chính là đại mao cùng với nhị mao rồi. Chúng ngủ mấy canh giờ đã là tại vòng linh bắn vị diện ở trong tỉnh lại. Vũ Hạo phát hiện ra chúng tỉnh dậy, về sau lập tức thông qua tinh thần lực cùng chúng nó cầu thông, khiến cho chúng nó tạm thời trước tiên ở trong vòng linh bắn vị diện ở trong chơi đùa, không được rời khỏi chính mình thiết trí kết giới quá xa. Ngẫu nhiên lý khai ra khai thắng một phát là không có vấn đề gì đấy. Hai người bọn họ tràn ngập sức sống, không đi tìm đám vong linh phiền toái cũng không tệ. Vong linh bán vị diện vấn đề lớn nhất tựa là không có ăn. Hai người này chơi đùa sau một lúc liền tỏ ra vẻ đói bụng. Nuôi ba đầu gấu thật không phải là chuyện dễ dàng. Trong nội tâm của Vũ Hạo ngầm cười khổ, may mắn hắn ở đây vừa rồi đi ra đã tìm được biện pháp giải quyết vấn đề thức ăn, ít nhất giải quyết hôm nay trước đã. Phía ngoài cảnh ban đêm sâu hơn, Vũ Hạo lặng yên tắt đèn, sau đó lại lần nữa mang theo băng hùng vương ra chỗ nghỉ. Lúc này bọn hắn hoàn toàn là tại Vũ Hạo mô phỏng hồn kỹ trong cất giấu thân hình. Ông ngoại, người năng lực này thật là tốt, thích hợp làm chút chuyện trộm gà trộm chó rồi. Băng hùng vương lúc này rất là phấn khởi nói ra. Vũ Hạo im lặng rồi nói, có biết nói chuyện hay không vậy, cái gì gọi là trộm đạo, ông ngoại dẫn người đi ăn cơm đó. Bị băng hùng vương gọi thói quen, hắn hiện tại cũng nhận mệnh. Ra chỗ nghỉ ngơi, sau đó Vũ Hạo quyết định rằng một cái phương hướng xa tốc đi về phía trước. Ở trên bầu trời, mặc dù có loại giò xét hồn đạo khí, nhưng đây là thành thị, không phải là dã ngoài. Coi như là chấn động giò xét hồn đạo khí phát hiện ra có hai người đang di động, cũng sẽ không đại kinh ra tiểu quái. Vừa rồi Vũ Hạo giò xét sớm liền phát hiện ra rồi, thành thị phía trên giò xét hồn đạo khí đều đã đem xét loại thân hình này làm chủ. Chúng cũng có sóng chấn động giò xét hồn đạo khí, nhiệt năng giò xét hồn đạo khí, nhưng đều không có tiến vào trạng thái vận chuyển, hiển nhiên là dùng để ứng biến mà thôi. Mang vào trong phố quấn ngõ hẻm, đi thẳng tới Nam Thành tới gần cửa thành phương hướng. Vũ Hạo cua quẹo tiến nhập vào một mạnh ở trong ngõ nhỏ, cách đó không xa một cái kiến trúc cự đại đã dâng lên trước mặt của hắn. Nhà kho, tuần lương thực nhà kho. Đối với thành thị mà nói, kho lúa đều là ắt không thể thiếu, trung cấp ẩm thực cho dân chúng ở trong thành thị, còn có ẩm thực quân đội nữa. Như Thiên Đấu Thành thành thị lớn như vậy, ít nhất cũng phải có 10 cái kho lúa bảo trì trạng thái đầy kho, mới có thể duy trì mọi người sinh hoạt, đồng thời cũng chiếu cố chiến tranh phát sinh ra lúc thủ thành sử dụng. Muốn thỏa mãn băng hùng vương, đại mao và nhị mao, ba đầu gấu, cũng chỉ có kho lúa mới có thể hoàn thành. Còn ăn có ngon hay không, vậy thì không phải là Vũ Hạo suy tính rồi. Kho lúa thủ vệ rất nghiêm, hết thảy phá người xấu đều là theo tiến hành đốt lấu kho lúa, bởi vì dễ dàng nhất dẫn ra phát hỗn loạn. Thủ vệ xâm nghiêm cũng là chầm đốt đối với người bình thường mà nói đấy. Đối với Vũ Hạo cùng với băng hùng vương, nhóm cường giả không coi vào đâu cả. Mô phòng hồn kỹ thủ hộ phía xuống, một người một gấu cơ hồ là hiên ngang tiến nhập vào trong kho lúa bên ngoài, tiếp tục hướng ở bên trong, đã có chấn động giò xét hồn đạo khí cùng với nhiệt năng giò xét hồn đạo khí. Trước mắt ở trên đại lục mà nói, hai loại giò xét hồn đạo khí kết hợp, hơn nữa tinh thần giò xét hồn đạo khí được xưng là không chỗ nào che giấu tìm tòi. Cho nên cài đặt cái này, vài loại giò xét hồn đạo khí đều là rất tự tin. Ở trong đó tinh thần giò xét hồn đạo khí bởi vì giá thành đắt đỏ, giá trị thực dụng không cao, cho nên bình thường sẽ không phân phối. Càng nhiều địa phương đều là phân phối hai loại giò xét hồn đạo khí khác đấy. Lương tựa theo tinh thần giò xét, Vũ Hạo chính xác đang chấn động giò xét hồn đạo khí, giò xét bên ngoài ngừng lại. Sau đó tinh thần lực của hắn cũng là cưỡi lưỡi lớn giống như mở ra, bao trùm hướng toàn bộ kho lúa. Cái gọi là không có khe hở giò xét, cái kia căn bản là không có khả năng tồn tại, nhất là tại kho lúa này. Kho lúa đối với người bình thường của một binh sĩ rất trọng yếu, nhưng đối với hồn sứ, hồn đạo sư mà nói, trọng yếu bọn họ cũng không phải là cao như vậy rồi. Bởi vậy, tại đây mặc dù có chấn động giò xét hồn đạo khí cùng với nhiệt năng giò xét hồn đạo khí, cũng chỉ là bao trùm một bộ phận kho lúa mà thôi. Tìm đường lỗ hổng đi vào dĩ nhiên là xử lý rồi. Vượt qua cửa chính theo sau hồng phương kho lúa, Vũ Hạo mang theo băng hùng vương lặng lẽ tiến vào, muốn chui vào trong cửa sổ. Tiêu Bạch mặt lộ ra ngượng nghịu, nó quá béo rồi là quả thực là không vào được. Biện pháp giải quyết cũng rất dễ dàng,
Vũ Hạo bắt nó tạm thời chứa vào trong vòng linh bán vị diện, mình thì xuyên cửa sổ mà vào. Đừng nói thiên đấu thành kho lúa thật đúng là khá lớn đấy, bên trong lương mễ trồng chất như núi, còn có đại lượng nhịn bảo tồn các loại thịt khô, hong xó thịt lợn cũng là đợi đột chú. Lương mễ thích hợp nhất là bất luận kẻ nào thích là khô thịt khô liền thích hợp hơn quân đội. Vũ Hạo tìm cái kho lúa này ở bên trong không dễ dàng khiến cho chúng ý rơi hẻo lánh, đem ba đầu gấu tung ra bên ngoài. Gấu đây chính là ăn thịt động vật, đối với lương mễ chúng là không có hứng thú gì đấy, nhưng mà chút ít thịt khô cá khô lại lập tức đưa tới hứng thú cho ba đầu gấu to lớn. Tiểu Bạch bởi vì thân thể quá mức khổng lồ cho nên bảo trì hình người, Đại Mã cùng với Nhị Mão ngay từ đầu không có chú ý nó, nhưng đợi ba đầu gấu cùng một chỗ khai cật ra, sau đó Đại Mã cùng với Nhị Mão hai chỉ ám kim cùng chào rất nhanh cảm thấy không đúng. Tiểu Bạch ăn cá xì, miệng của nó lập tức có thể lớn lên được 1m2, miệng vừa hạ xuống một mảnh thịt khô biến mất, cái này là nhân loại có thể làm được hay sao? Đại Mao cùng với Nhị Mao tự hỏi là ăn đã rất nhanh, nhưng nó lượng cộng lại so với Tiểu Bạch đều là còn chênh lệch rất lớn. Ám kim khủng trả húng là thập phần kiêu ngạo hồn thú, chúng là không quá chịu phục, kết quả là ba đầu gấu liền triển khai ra rượu chè ăn uống quá độ. Vũ Hạo đứng ở cách đó không xa, khóe miệng quào giật nhìn cái kia ở theo thành một mảng thịt khô biến mất bằng tốc độ kinh người. Thân thể, tích lớn nhỏ cùng với lượng cơm ăn vẫn là thành có quan hệ trực tiếp đấy. Sự thật chứng minh rằng Đại Mào cùng với Nhị Mào rất cố gắng, nhưng so sánh với Tiểu Bạch còn có chênh lệch. Tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn chỗ đó, thời gian ăn đã rất lâu, các loại thiên tài địa bảo thảo dược, Đại Mào Nhị Mào tốc độ phát triển tuy cực kỳ nhanh, nhưng ăn thịt so sánh với thảo dược hương vị thật sự là quá kém. Thần vất vả lại được ăn thịt, chúng hôm nay đã là trình độ cực kỳ phát huy. Nhưng mà đã ăn 1 phút đồng hồ, sau đó chúng vẫn là rất nhanh sẽ ăn no rồi, vỗ vùng tròn vò nằm trên mặt đất không nhúc nhích, mà băng hùng vương Tiểu Bạch lại chính ở chỗ này, thập phần rất là nghiêm túc, miệng vừa mới hạ xuống, giống như là 1m2 thịt khô biến mất, hơn nữa nó dạng như vậy, giống như quá trình nắm nuốt đều là không có vậy. Tiểu Bạch ăn cũng rất là thoải mái, cực Bắc băng nguyên gần đây thiếu thốn nhất là tự là vật dụng tử tế, coi như là hồn thú chi ở giữa của một mình lẫn nhau cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện ra chiến đấu, tuyệt đại đa số cũng là vì ăn. Băng hùng vương Tiểu Bạch tầng thứ cường giả đối với ăn đương nhiên sẽ không khiếm khuyết như vậy, nhưng mỗi ngày đều ăn không sai biệt cho lắm thứ đồ vật đã sớm nhàm chán rồi. Đi vào thế giới loài người nó cũng là lần đầu tiên, thế giới loài người náo nhiệt khó phân đã để cho nó hết sức động tâm. Nhân loại làm thịt khô, cá khô hương vị cũng là coi như không tệ, nó vậy còn khách khí sao? Chờ cho băng hùng vương ăn no, đã là hơn nửa canh giờ đi qua toàn bộ ở trong kho hàng, vượt qua 1/3 thịt khô biến mất. Lúc này Vũ Hạo mới chủ động ra tay, dùng chính mình loại cực kỳ lớn chữ vật hồn đạo khí, còn từ 2/3 thịt khô tất cả cũng đều lấy đi. Đã có những vật này, tổng đủ 3 đầu gấu ăn được 2-3 đốn đấy, nuôi gấu thật sự không phải một chuyện dễ dàng. Ăn uống no đủ, Vũ Hạo trực tiếp đem 3 đầu gấu đều đưa vào ở trong vòng linh bán vị diện nghỉ ngơi. Lần này hắn liên kết thế giới đều không thiết lập, có băng hùng vương Tiểu Bạch, rước là ký tức có thể để cho tuyệt đại đa số vòng linh sinh vật không dám đến gần. Ban đầu, đầu gấu tiến vào trong vòng linh bán vị diện, Tiểu Bạch trực tiếp liền biến trở về bản thể, vốn là vẫn còn tìm tòi nghiên cứu, vì nào cái gì thăm ăn như vậy. Đại Ma cùng với Nhị Mào lập tức đàng hoàng, đều là gấu theo nói, ám kim khủng trả hùng huyết mạch vẫn còn băng hùng ở phía trên, nhưng mà người ta băng hùng vương đã bao nhiêu năm rồi, đây chính là hung thú cấp bậc tồn tại, kết quả là hai đầu tiểu hùng này là được đại hùng tiểu đệ. Đối với hai đầu tiểu hùng, băng hùng vương cũng rất là thích thú, hắn ở đây cực Bắc bà nguyên liền là có tiểu đệ, cái này đi xa rốt cuộc lại có tiểu đệ sai báo, cớ xa mà không làm. Vũ Hạo mặc kệ ba đầu gấu cùng một chỗ bán vị diện dày vò như thế nào, chính mình lặng lẽ ra khỏi kho lúa, hướng phía thiên đấu trong thành này phương hướng mà nhanh chóng đi tới. Muốn tìm kiếm tin tức của thánh linh, đầu tiên phải tìm được tà hồn sư. Trước khi mà hắn tìm kiếm đã phát hiện, tại thiên đấu thành nguyên lai thiên hồn đế quốc ở trong hoàng cung, số lượng đông đảo hồn sư, trong đó hồn lực chấn động cường đại số lượng cũng là tương đương không ít. Lặng lẽ đi vào trong hoàng cung phụ cận cách đó không xa, Vũ Hạo sừng bước lại, quay ngờ lại quẹo vào tiến vào bên cạnh hoàng cung. Ở trong đường phố tương đối âm u, rẽ qua mấy cái chỗ xe lặng lẽ bị mất ở trong một góc âm u. Không trực tiếp ý đồ tiến vào ở trong hoàng cung, tại đây cao thủ nhiều như mây, hơn nữa phòng vệ cũng nhất định là nghiêm mật đấy, mà mua tiến vào rất có thể gặp được một ít tinh thần cái chắn. Một khi bị phát hiện ra, hắn cũng không thể nào xác định rằng tại đây sẽ không tự ý lưng tinh thần lực của mình là cường giả. Tinh thần lực tập trung, Vũ
Vũ Hạo vận chuyển cực hạn chi băng hồn lực, lặng yên điều tiết nhiệt độ ở bên ngoài thân thể. Rất nhanh cũng không khí xung quanh hóa thân thành một thể. Sau đó hắn nhắm hai mắt trở lại, tinh thần dò xét lần nữa tiến vào ở trong hoàng cung. Lúc này đây hắn tử thân đã là hoàn toàn mô phỏng hồn ký ẩn núp bên trong rồi. Đối với Vũ Hạo mà nói, hắn cường đại công kích hồn ký có rất nhiều, cực hạn chi băng có, tinh thần hệ cũng có. Nhưng muốn nói hắn bị hồn ký ở bên trong, chân chính thần ký kỳ thật cũng chỉ có một, chính là mô phỏng. Mô phỏng có thể làm hắn tàng hình, thậm chí là biến thành các loại bộ dáng, tăng thêm hắn từ tinh thần lực cường đại ủng hộ, đủ để biểu diễn biến ra thiên biến vận hóa chiến thuật. Vũ Hạo mô phỏng hồn kỹ, từ tâm thành cũng là huyền vũ hoán đổi, cũng có thể xưng là bọn hắn bản thân vũ hồn phối hợp thật là thần kỹ tồn tại. Tương đối mà nói, mặt khác hồn kỹ tuy rất có trọng yếu, cùng với so sánh với mô phỏng kém hơn một chút, bởi vì những thứ khác hồn kỹ bao nhiêu cũng có thể dùng hồn kỹ này thay thế đấy. Hồn lực lần nữa tiến vào trong hoàng cung, rất nhanh Vũ Hạo đã là tập trung vào hoàng cung, hắn dựa vào một mảnh tiểu hồ bên này không thể nghi ngờ là nhân tạo, hồ nước ở trong veo thấy đáy cũng không phải rất sâu, chỉ có 1 mét dài điểm, ven hồ trồng các loại thực vật hoa cỏ quý hiếm, là trong hoàng cung một chỗ hòa viên. Vũ Hạo lựa chọn ẩn thân ở nơi này, ở trong góc âm u hiển nhiên không phải tùy tiện lựa chọn, cũng là bởi vì lúc trước nhìn trúng mảnh hồ nước, cho nên hắn mới lặng yên tới đây. Trong hoàng cung đều có binh sĩ tuần tra, nhưng ở bên cạnh góc hẻo lánh này, tuần tra tuần xuân thấp hơn nhiều rồi. Dù sao ở chỗ này có số lượng lớn hồn đạo khí giám sát, binh sĩ tuần tra hơn nữa là nhắm vào một ít góc chết đã tối trọng yếu nhất. Chính là ở chỗ này, Vũ Hạo vận mệnh chi nhãn mở ra, tinh thần sò xét lần nữa tăng cường, hơn nữa cảm giác của mình đều điều chỉnh đến trạng thái nhạy bén nhất. Cẩn thận quan sát tình huống chung quanh ven hồ, mãi cho đến khi hắn xác nhận rằng chung quanh ven hồ này không có bất cứ vấn đề gì cả, sau đó mới lặng yên lướt qua thành cung, tiến vào ở trong hoàng cung.